Gia đình Hồ Yến Nhi tiết lộ kết quả giám định ADN khi biết con là nạn nhân vụ phân mảnh thả sông. Xin chào 500 anh em đang theo dõi thông tin nóng nhất trên mạng xã hội trên kênh youtube PKT. Ngay từ dạng sáng ngày 14 tháng 10, hàng loạt hình ảnh của nữ nạn nhân bị phân mảnh thả trôi trên sông Hồng được nhiều người chia sẻ. Trong đó có hình xăm bông hoa sen e ấp đang được rất nhiều người hiếu kỳ quan tâm. Đứng trước tin như xét đánh rằng Hồ Yến Nhi, cô Á Khôi có học thức, tài năng và xinh đẹp của trường đại học sân khấu điện ảnh bị người tình lấy mạng. Gia đình Yến Nhi gần như suy sụp, không tin vào mắt mình trước những tình tiết quá dã man, thậm chí ghê tởm hơn cả những bộ phim kinh dị. Bố mẹ và gia đình em có nằm mơ cũng không thể ngờ được có một ngày con mình lại chịu số phận bi thảm, nghiệt oan đến thế. Chứng minh 100% nạn nhân là Hồ Yến Nhi. Không ai có thể tưởng tượng điều kinh khủng như thế lại xảy ra giữa cuộc sống của chúng ta. Và đây là hình ảnh trích xuất camera ghi lại trọn vẹn cả hung thủ, đồng phạm đã cho nạn nhân vào thùng xốp rồi đem đi phi tàng. Quả thật quá phũ phàng, hầu hết ai cũng chết lặng trước câu chuyện phi thực tế này. Từ đầu gia đình Yến Nhi không tin đây chính là con mình, nhưng sau khi tìm đủ mọi cách liên lạc, tin tức của con gái đều bật vô âm tín. Cô im lặng không trả lời bất cứ cuộc gọi của ai. Và cũng chính bởi hình xăm bông hoa sen ở cổ chân chính là manh mối giúp gia đình tin đó là Hồ Yến Nhi. Đã không có một phép màu nào xảy ra với cô gái đang ở độ tuổi chớm nở. Cô xinh đẹp như một bông hoa e ấp, chưa tỏa ngát hương mà đã bị bão tố, đè bẹp, dẫm nát. Theo chia sẻ của gia đình, Hồ Yến Nhi sinh năm 2006, hiện là người mẫu tự do, cô cao 1m62, được đánh giá thân thiện, hòa đồng. Sau nhiều ngày tìm kiếm và liên lạc, gia đình đã cùng cơ quan công an lên thử ADN. Kết quả, Hồ Yến Nhi 100% trùng khớp với nạn nhân bị phân mảnh ở sông Hồng. Gia đình Hồ Yến Nhi không quá khá giả, đường xá lại xa xôi nhưng bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho con học. Quan quại trong nước mắt đau khổ đến cùng cực, khi nuôi con đến tuổi 19-20 nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà giờ đây, thân con tàn tạ, dã rời. Gia đình nín lặng và bật khóc ai oán khi đến nhận thi thể bé bỏng của Hồ Yến Nhi đưa về tổ chức đám tang. Vì nạn nhân không lành lặn đã bị hung thủ chia ra thành nhiều mảnh, do đó những công việc liên quan đến yếu tố tâm linh đang được tiến hành song song cùng với đó. Gia đình dự định hỏa táng rồi gửi lên chùa ở quê Bắc Ninh, mong cho Hồ Yến Nhi được vỗ về phần nào nhờ những câu kinh và những lời cầu nguyện sám hối của chư tăng. Lúc nhận lấy thi hài Hồ Yến Nhi, trời bỗng tối sầm lại, có cơn mưa răng trời đất buồn thảm có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh cô bé xinh xắn đáng yêu phải chịu cái kết quả quá nghiệt ngã nên trời cũng đổ lệ xót xa rất nhiều bạn bè đồng nghiệp những người đã làm việc cùng với hồ yến nhi đều không khỏi bàng hoàng xót xa trên trang cá nhân của em nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho một cô á khôi tài sắc vẹn toàn mà mệnh đoản rất nhiều bình luận để lại vô cùng xúc động tôi khóc cả đêm khi hay tin dữ tôi rất thân với yến nhi hay sang nhà chơi ở đội cấn biết cô ấy bị lấy mạng ai cũng bàng hoàng xót xa. Đời người sống cho trước mắt, không biết một phút giây sau điều gì sẽ xảy đến với mình. Hồi còn nhỏ, vẫn ngồi chơi làm trò với tôi cơ mà, cô nhóc này. Đang trong niềm vui này cơ mà, sao lỡ bỏ đi nhanh như vậy? Yên nghỉ nhé, nhóc ơi. Càng lớn con càng ngoan, càng sắc sảo và có đầy tri thức. Vậy mà bất ngờ nghe tin dữ, đưa con về nhà với sự tiếc thương của mọi người. Vậy là con đã về với Phật. An nghỉ con nhé. Không ai có thể kìm được nước mắt về cô lớp trưởng chăm chỉ, năng nổ tham gia các hoạt động ở trường. Hồ Yến Nhi chăm chỉ làm thêm công việc bên ngoài nhưng em vẫn giữ thành tích tốt, dự định làm những việc thiện giúp người nghèo khổ và lan tỏa tình yêu đến mọi người, đúng với sứ mệnh của một người truyền cảm hứng, đúng danh hiệu Áo Khôi của cuộc thi em đã nhận. Trước sự ra đi đột ngột của Hồ Yến Nhi, ai nấy đều thương tiếc cho em, một cô bé hồn nhiên, trong sáng như vậy mà tử thần đã cướp em đi tên người yêu máu lạnh vì nguyên nhân nào đó mà không buông tha cho cô gái mới bước qua tuổi trăng rằm. Từ giờ, cô bé thơ ngây sẽ chẳng còn thực hiện được những ước mơ của mình. Không thể học tập, yêu thương và lan tỏa những niềm vui đến với người khác. Hồ Yến Nhi ra đi khi biết bao chuyện còn chưa kịp kể, bao dự định ước mơ còn chưa thực hiện. Mong muốn được gặp bố, gặp mẹ, được bố mẹ ôm ấp vút ve sau những bộn bề của cuộc sống. Mong muốn được hội ngộ cùng thầy cô và bè bạn trong lớp sau những ngày nghỉ hè và con biết bao nhiêu điều mong ước con đang ấp ủ trong lòng. Trang vở còn viết dở, bài tập chưa làm xong, bông sen trắng còn chưa kịp nở. Vậy mà giờ đây, con vội ra đi bỏ lại sau lưng cả tương lai đang dạng người phía trước. Nghe tin Hồ Yến Nhi mất, không ai tin đó là sự thật. Khắp nơi, gọi điện hỏi thăm có nhầm lẫn gì không, sao lại như thế được. Ai ai cũng bàng hoàng hụt hẫng như mất đi chính người thân yêu của mình. Hồ Yến Nhi từng đăng quang Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2022 vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Yến Nhi có lối sống giản dị, kín đáo và rất hạn chế nhận các lời mời cộng tác công việc ở thời điểm hiện tại. Cô từng chia sẻ hiện đang không có mối quan hệ tình cảm nào để tập trung cho việc học tập và hoàn thành sứ mệnh của một Á khôi áo dài Việt Nam. Cô được đánh giá là thí sinh nổi bật tại Hoa khôi áo dài Việt Nam 2022 ngay từ đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Được biết Yến Nhi có kinh nghiệm hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên. Cô tâm sự bản thân rất vui và hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần thanh niên, thế hệ mới, năng động, toàn diện. Đặc biệt trong mắt bạn bè, Hồ Yến Nhi luôn gìn giữ nguồn năng lượng ấy bằng cả tâm hồn thuần khiết, sáng trong, khi không chọn scandal để đánh bóng tên tuổi, không lấy danh áo khôi để làm màu. Em đi từng bước trên con đường trở thành ngôi sao trong showbiz." Em kín tiếng và ít thé lộ về cuộc sống đời tư của mình. Em không muốn đánh đổi để nhanh chóng nổi tiếng. Chuyến đi Đà Lạt của em đăng lên trang cá nhân như chuyến đi cuối cùng tiễn biệt em. Có biết bao người ở bên cùng lời thầm cảm ơn em đã hiện diện để mang bao điều tươi đẹp đến nhân gian này. Có lẽ em chỉ được ở trọ tại Trần Gian tới đây thôi. Yên nghỉ em nhé, mọi người sẽ nhớ em nhiều. Tạ Duy Khanh, kẻ lấy mạng Yến Nhi, hãy nhớ, đời có vầy có trả Tôi vừa đọc tin, cũng là con người, sao có những loại người tàn ác thế, mong em an nghỉ. Mong rằng kẻ lấy mạng Hồ Yến Nhi sẽ sống để hắn đối diện với sự nghiêm trị của pháp luật. Đó là những bình luận của dư luận khi hay tin công an thành phố Hà Nội đã bắt được đối tượng là nghi phạm trong vụ trọng án lấy mạng cô gái rồi phân mảnh vứt trên sông Hồng. Đối tượng gây ra vụ án đó chính là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Đáng buồn là lời khai ban đầu của hung thủ xác định, Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân, đối tượng bị bắt giữ khi đang lần trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Thưa quý vị, cô bé Hồ Yến Nhi tài năng và xinh xắn đã ra đi bất ngờ giữa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Em lạnh lẽo giữa dòng sông, bỏ lại gia đình, bố mẹ, anh chị trong tiếng khóc thảm thiết tận cùng. Cảm ơn em đã là một bông sen trắng dâng đời, đã là những việc thiện. Ở độ tuổi đôi mươi, khi sắp dự báo ngày đã cạn ở cõi trần, em đã gieo duyên lành, kịp làm những việc thiện giúp người già nuôi em nhỏ, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn em. Và những giọt nước mắt thương yêu chứ không sầu thảm dành cho một linh hồn vừa đẹp, vừa liều bỏ sắc phàm và hóa thành đám mây trắng bay về cõi Phật. Vâng, hành trình của Á Khôi Hồi Yến Nhi đã dừng lại. Nhưng những tình thức em phát nguyện mang tới cho nhân gian từ cuộc đời ngắn ngủi của em thì vẫn tiếp tục sống mãi. Hoa sen trắng của nhà chùa, của các Phật tử nơi cô được gửi gắm, dâng lên, như thay lời của Phật, cầu cho cô gái nhỏ tài năng đoạn mệnh về nơi cực lạc. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Á Khôi Hồ Yến Nhi. Hãy vượt qua nỗi đau mất mát này, vì biết đâu ở thế giới khác, con đang hoan hỉ trong vòng tay của Phật. Đời có vay có trả, lấy mạng người thì phải đền tội. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vụ việc trên? Mọi thông tin trong bài viết đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai sót đáng tiếc. Các bạn hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được lắng nghe và suy ngẫm. Nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật những tin tức liên quan và xin gặp lại ở những video tiếp theo.